Sáng nay, huyện Khoái Châu cũng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập huyện ngày 1 tháng 9 năm 1999, ngày 1 tháng 9 năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Phách, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Giang, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Suốt chặng đường 25 năm tái lập, từ một huyện xuất phát điểm kinh tế thấp, đến nay giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 8,73% so với khi mới tái lập huyện. Mức thu nhập bình quân đầu người đã tăng hơn 22 lần. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng ước tăng bình quân trên 9% trên năm. Thu ngân sách tăng 176 lần. Huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương những thành tựu cùng sự cố gắng, nỗ lực của huyện Khoái Châu sau 25 năm tái lập. Đồng chí cũng nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra với huyện Khoái Châu để đạt được mục tiêu toàn huyện Khoái Châu trở thành thị xã vào năm 2030, đô thị loại 4. Thông tin chi tiết về lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Văn Lâm, Khoái Châu sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự tối nay.